Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về hàng là cái vỏ thùng loa xúc tiếp hầm 50 mẫu năm 2022. Đợt này về là do nhỡ mồm dục vội anh em nó làm gấp quá nên là các bác nhìn này, nhiều chỗ sơn không được đều. Đây là lỗi của thợ nhá. Còn bên em thì em chỉ thương mại thôi. Đấy. Bảo mấy ông thợ là làm cẩn thận, làm tỉ mỉ vào, mấy ông lại cho cái bài bố tỉ mỉ này thì đỡ thế nào được. Đoạn này sơn có vẻ hơi ít này. Đấy, chỗ này anh em vẻ đầy sơn này, chỗ này nhiều sơn này. Đấy. Các bác xem. Đấy, chết dở. Thôi thôi, không sao cả, những đơn sau thì hàng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Còn các bác nào lấy này thì thôi, tốt nhất thì cho các bác giá tốt tí, các bác về đỡ bằng tiếng đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ đo cái kích cỡ để các bác đặt đứng cũng như đặt nằm của cái thùng mẫu năm 2022 này nhá. Chiều sâu là 80cm này. Đấy, 80cm đúng chuẩn nhá, chuẩn 80cm này. Đấy là chiều sâu. Đó, còn chiều ngang bề mặt nếu các bác đặt đứng cái xúc này sang trái sang phải hai bên thì đây là vào 62cm, 61,5cm gọi 62. Được chưa? 61,5 gọi là 62. Đấy. Cả chân là vào 64. Được chưa? Đấy, và chiều cao. Nếu mà cao từ dưới mặt đất lên thì em chưa đo vội, em chỉ có đo đây là vào 1m18, còn đo chạm cả đất nữa thì là vào 1m2. Đấy. Được chưa? Rất là to, rất là cồng kềnh. Nếu như các bác chơi sự kiện tiệc cưới, các bác xếp chồng lên dây thì đúng là khủng khiếp luôn. Đấy. Nếu như các bác lại chơi theo kiểu nào bây giờ nha, lấy con H1215 đặt lên đây đúng là đỉnh của đỉnh luôn, nó quạt rất là khủng khiếp luôn. Đó, nó gọi là hết cỡ luôn, hết số hết má luôn. Đấy. Vâng nha. Nếu như các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp đi. Giá thì từ trước giờ vẫn vậy. 5,5 triệu là vỏ thùng loa. À, giá tại cửa hàng, còn bao ship cho các bác là 7,5 triệu. À, ví dụ các bác ở xa cơ, cước phí không rõ khoảng bao nhiêu, đọc giá luôn là 7,5 triệu bao ship, hoặc là 5,5 triệu giá tại cửa hàng, các bác tự lo, em chỉ hỗ trợ là đóng gói cho các bác. Ví dụ quấn mà quấn này, xong là đóng bìa, bên trong nhà anh em đang đóng bìa. Đấy, để cho các bác yên tâm. Thùng này thì các bác có thể đặt đứng được, đặt nằm được nhé. Và sắp tới thì em cũng sẽ cho ra một số các mẫu súp nó còn to hơn như này rất nhiều. Kích cỡ không phải là như thế này nữa đâu mà nó còn to hơn khá là nhiều nữa các bác nhé. Rồi, video trong khi tạm thời đến đây thôi. Bây giờ em lại vào nghe điện thoại đó. Có mấy bác khách đang gọi điện hỏi thăm rồi. Đây là tổng quan ngoài trời. Các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip.